Đại tá Lê Văn Phường, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa ký văn bản gửi Ủy ban dân tỉnh về việc đề xuất xử lý chiếc tàu sắt không người lái dạt vào bờ biển xã Triệu Vân, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Trước đó vào ngày 9 tháng 12, đồn biên phòng Triệu Vân, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện chiếc tàu vỏ sắt không người lái dạt vào bờ biển. Tàu dài 50m, rộng 10m, cao 12m, có 3 tầng, gồm tầng hầm chứa máy móc, tầng 2 là bếp và nhà ăn, tầng 3 có buồng lái và phòng ngủ. Phía mũi tàu và hai bên màn phải, bên trái tầng 3 có dòng chữ nước ngoài nghi là chữ Trung Quốc. Tàu có máy móc bình thường nhưng một số bộ phận đã hư hỏng, vỏ hoen ghi. Trên tàu có một số ngư lưới cụ đã hỏng, một cần cầu dài 5m, không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ và chủ sở hữu. Ước tính chiếc tàu trị giá 2-3 tỷ đồng. Hiện chiếc tàu đang mắc cạn ở bờ biển xã Triệu Vân do trọng tải lớn nên không thể lai dắt vào nơi neo đậu an toàn. Trong quá trình chờ xử lý, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đề nghị lai dắt con tàu ra khỏi vị trí mắc cạn về neo đậu tại cảng Hải đội 2 ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong. Chi phí lai dắt khoảng 700 triệu đồng sẽ do chủ sở hữu nếu tìm thấy thì trả, hoặc trừ vào chi phí bán đấu giá con tàu.